video trên kênh YouTube U Vang Mượn Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, phúc may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mượn Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
chào kính mời đại diện của gia đình nhà gái có bố Đào Văn Sọ, Sọ và mẹ Hà Thị Nghiêm trở về sân khấu, Đào Thị Nghiêm trở về sân khấu để ra mắt của hai con trong buổi chương ngày hôm nay. Xin chào kính mời ạ. Và vâng, kính thưa toàn thể các ông bà, các anh chị, ngày vui, ngày trọng đại, hạnh phúc nhất của lòng người. Cô dâu Đào Thảo và chú Sải Cà Ninh trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị đoàn khách cũng là niềm vinh hạnh đáng đau nhất cho đại gia đình. Rất mong toàn thể các ông bà, các bác anh chị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nữa được không ạ? Rất cảm ơn rất nhiều, cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị đoàn khách như hương như hoa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý ông bà, các anh chị, ngày vui, ngày trọng đại, hạnh phúc nhất. Có thể nói rằng một chút nắng, một chút gió, một chút hương vị của tình yêu đã theo chân toàn thể quý vị đoàn khách trở về và chung vui, chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho chú rể Cà Ninh, cô dâu Đào Thảo trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin trọng kính mời hai con chúng ta hãy bước lên hai bước đi ạ. Và cúi đầu chào toàn thể quý ông bà, các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, đó chính là chủ nhân của tấm thiếp hồng, trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay. Từ giờ phút này trở đi, hai đôi bạn trẻ sẽ luôn gắn kết yêu thương nhau cho đến tới đầu bạc gian đông. Chúc cả sáu bộ hàng cả tàu hồng lành, canh cả tàu hồng lón nè nơ. Tôi xin chào kính mời hai con trở về vị trí chú đi ạ. Rồi vâng, kính thưa toàn thể quý ông bà, các bác anh chị, ngày vui, ngày trọng đại, hạnh phúc nhất. Lần đầu tiên trong các hoàn hữu người đời kính chúc đến tập thể của ông bà, của các anh chị và nhà nhiếp ảnh gia, nhà giảm rất là khang trang trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đại diện hai bên gia đình xin được gửi lời chào đến tập thể quý vị, lời chào xin phép được bắt đầu. Em đi làm rể, em về làm dâu, chủ hôn vai họ cùng cô dâu chú rể, em xin hoan núi. Xin được gửi lời kính chúc đến tập thể của ông bà, các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Ngày vui, ngày trọng đại, hạnh phúc nhất. Không thể thiếu được song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Đại diện của gia đình nhà trai có bố Cà Văn Minh, mẹ Đường Thị Chiêng. Bước lên một bước đi ạ. Dạ vâng, xin chào kính mời đại diện của gia đình nhà gái có bố Đào Văn Sọt và chị mẹ Lò Thị Nghiêm. Bước lên một bước đi ạ. Và cúi đầu thật sâu để chào toàn thể các anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Mời chị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất đi ạ. Xin vâng, cảm ơn đại diện các bên gia đình. Xin chào kính mời anh chị chúng ta hãy trở về vị trí cũ đi ạ. Vâng, sau hiền rể Thảo của chúng ta, hai con sẽ chính thức lên duyên vợ chồng trong buổi trưa ngày hôm nay. Hai đôi bạn trẻ đã tìm hiểu để rồi họ đến được với nhau. Tình bạn cho đến tình yêu, cho đến buổi trưa ngày hôm nay cũng đã được chín mùi. Cũng đã đủ tháng, đủ ngày, đủ tiền, đủ gạo, đủ lạo làm chồng, đủ công làm vợ, đủ thuốc, đủ chè, đủ cả hai họ một bên. Bên đây chúc vui và chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai. Được sự có mặt đông đủ của tập thể các bậc phụ huynh khách quý cũng đặt niềm hạnh phúc cao nhất cho đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin chào kính mời hai con hãy quay mặt vào nhau và trao cho nhau chúc lớn cưới, nhiệt thề để nói lên rằng từ ngày hôm nay nơi tân lang và nơi nhân lang của chúng ta sẽ chính thức nên duyên vợ chồng. Xin chào kính mời hai con hãy trao cho nhau chúc nhẫn cưới đi ạ. Vâng, xin chào kính mời chú rể chúng ta hãy cùng đầu hướng trái của mình tỏ lòng tình cảm sâu sắc nhất cho cô dâu, cho cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời chiếc nhẫn không có điểm đầu và không có điểm cuối, và chú rể chúng ta hãy trao cho cô dâu ngọn giáp út nơi mẹ máu chảy xiết vào con tim. Vâng, trong buổi trưa ngày hôm nay, kể từ nay các đứa bạn trẻ không chung, không chia, không sẻ cho ai, mình sẽ là người một nhà, sẽ là vợ chồng. Chúc cho hai con trăm năm tình miên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, các cánh tàu hồng lành, bên cả tàu hồng lón. Rồi mọi người sẽ không để quý vị chờ lâu hơn nữa. Đúng là ngày lành tháng tốt hôm nay 10:30 chủ nhật ngày 7/5/2023 tức ngày 18/3/Quý Mão tại gia đình nhà trai bản Na Hai, xã Phong Bốc, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tại gia đình của anh chị bố Cà Văn Minh, mẹ Đường Thị Chiêng tổ chức trang trọng mừng lễ thành hôn cho hai con chú rể Cà Ninh, cô dâu Đào Thảo, Đào Thảo Cà Ninh. Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, vun vén của hai bên gia đình, được sự đồng tình của cặp đôi nương và sự có mặt đông đủ của toàn thể các bậc quý vị khách quý trở về đây và chung vui, chúc mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Giờ vàng ngọc giây phút kim cương đã đến, sẽ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Cô dâu Đào Thảo, chú rể Cà Ninh, Cà Ninh Đào Thảo
Bảo. Xin xem lời chính thức tuyên bố bắt đầu. Xin chào một tràng pháo tay các bạn anh chị ơi. Những tràng pháo tay của tập thể và các vị khách quý như Hương như Hoa đã tuổi già trước sân khấu là chứng minh cho hạnh phúc cặp đôi yêu thương nên xin vợ chồng trong buổi trưa ngày hôm nay và cảm ơn chân thành nhất. Vâng, kính thưa tập thể với ông bà các bác anh chị của hai bên gia đình cũng có đôi lời cảm ơn chân thành. Xin chào kính mời đại diện của gia đình nhà gái đến từ bản Na Há, xã Cô Đuông cũng đã có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời ông trở về sân khấu đi ạ. Ông Kim ạ, ông Kim trở về sân khấu đi ạ. Xin chào kính mời ạ. Dạ vâng ạ, ban tổ chức chúng tôi xin được thay đời cho cô dâu và chú rể, cho bà thay đời cho đại diện của gia đình nhà trai cũng có đôi lời cảm ơn chân thành nhất đến tập thể của ông bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tập thể quý vị đoàn khách đến với chúng ta hôm nay, được sự có mặt đông đủ của tập thể quý vị cũng là nhà bình hành đứng đầu nhất cho gia đình. Vâng, đúng là đêm hôm nay pháo nổ vang trời, mẹ chúc hai đứa có một đời vàng son, giàu hiền rẻ thảo nhé con, ngày vui ngày trọng đại hạnh phúc nhất của cô dâu và xứ sở. Được sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị đoàn khách cũng là điểm hình ảnh đấng cao nhất cho đại gia đình, và xin được thay đời cho hai bên gia đình đỡ đời cho cô dâu của chú sở xin được long trọng và cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý vị đoàn khách đã vứt chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình trở về chung vui mừng bế thành hôn cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến đông đủ của toàn thể các vị đoàn khách cũng là địa vị hạnh đấng cao nhất cho đại gia đình, và xin được cảm ơn chân thành và chúc cho toàn thể các vị đoàn khách chúng ta có một bữa trưa vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho ải yên là ngọc bò mè bản quốc hộ cả ngọc khẩu ngay hắn chém ơ bản luật pha trong khỏi sò lại tàn là sát bón phú già tàn nay cánh bà đồi của miết nó cả mí mít khó nồng sòng sườn với các ơn ải yên là ngọc bò mè bản quốc cả bà mở còn cho tiết tô khỏi sò chiên đông đội trưởng phụ trợ đề chiên đông bí thư phụ trợ quản chiếc phò là lan thành chiếc mẹ em phanh thành huyết thành sàn chiếc ải cánh nồng nồng nhẫn kiềm ke ơ nhám trèo thảo lòng sát bón anh lo cả ta bản mình cánh bà lương thịnh triền những tiền tiền tó bản tó cuồng tó hiện tó chầu có biết bóng là nè kè là thầy chắc bạn phải hoi với trăm nằm nằm bất phục bồn lúc nào bồn phà được bồn phà được bồn đương lưỡng che bè cùng trắng xịt mít đủ nòi ỏi hạt phanh phanh chú xít vườn cầu rú cầu vườn tìm xít vườn chấm óc mách kìm cầu cầu vườn chấm óc mách kìm đôm ấp bò trang biên chấm sùng về trang trùng chấm nhảy chấm nhắn kinh đông chấm sùng biết mà biết bò biết mẹ hà hơn lúc vật trai cười thiếp sàm chấm hủ tát kính ít làn phần nhính cười xíp xí chấm hủ tát hừng tát hừng lầy hừng tao sao xí tát phí noi lại phí noi ở đẹp sao sòng ấp bao nằm trắng báu phải hay đồ nà bao nằm trắng báu phải na đồ nòng đi đồ vật trai sửa phố hùa lông là sửa phà phá lông này chắc mà đồ mệt kén quang nằm đỏ thảo nữa các bạn ta há xã phù đô chẳng này con chu là chẳng cưng sợi ảo lầy con báo cánh xào chẳng cưng sợi em hạ ai ướp bò chẳng ủng chẳng thiệt sầu chẳng ảo dệt bồ té hoa té sưng sao bọn thú già già hai dạng tò bốc bà bất đi chẳng bạc bà bếp làm đồ đấy thả cái đúng đồ tin vừa cái không cà nà cái con sài hùa chẳng hùa ngô con sủ còn mặn mặc tích cá trồng cá múa mặc tích cá phú phú bù kim chắc bọn anh chị cứ đắc hạ đầy mưu đi bên chăn mưu sẵn bên chép đi lẹp chép nam vì chưa bận mà cho bao mới tận kém lầy bài mi kém lầy nước xíp ăn bằng mặt nước bát ăn bằng hồi nước nói ăn bằng xíp bằng sao cho tiền tan thầu đầu hồng cái đồng hà nội cổ bia xong lạ đi cho bà chỉ hà phủ các nam sản xí má há lùa sỡ cồn bò nàng đó giỏ sạc khách bước cày báu bi đang phải chiều kẹt hoàn trầu đúc trầu tà lúc tà cả cả vùng sống khá mà tiền ngân tiền giàu tiền tàu tiền chi các bạn mới đi bên chăn mới sạt bên chép đi đẹp chép nam sau bọn ải em sòng phái chú hơn dẫn cưới lọc hà nội có biết sau là mình bên đồi thú bù kim sòng chốc hả sòng là mình bên đồi xác đồi bếp bất phái bên đồi xác đồi cái bất xìa bên đồi phùa mê em ở hàng thầu cứ sòng má má bạc pha xuống khỏi sòng chốc hả sắc bón cú già già nay ca khai phải càng sạt càng bền nhất đừng nhân điều phải kinh phà mát kinh đầu hảo khăn bản dứt thả xuất đồ xuất sầu biết tan sản đến kinh phần lề nơ thú già già mai nơ cứ xà má má bạc hoàn pha xuống khỏi sòng chốc hả ải em lại nòng bò mè ứ hạ phanh phải bìa ban cảm mắt tụng mắt tôm có bao đồ sòng làm sòng chốc hả ải em lại nòng bò mè hâu ải nòng đòi dê bản mắt tướng chờ bản dê cản nương mắt tướng chờ hù phụ bày ca để ế hàn khòng phụ rú nòng rú na mít bà tổ màu tiên đun tàu mắt nhớ sùng rau bên lề nơ các hai phần hàn chốc hả ải em lại nòng bò mè bản quá hâu bên đắc thừa sầu hào pha xuống giảm pháp cả phụ mắt hoàng hắn biển xài phụ mắt bài hắn biển phật phụ mắt mắt cả về hắn biển vuông bày ca hắn lại ngân hàn khải quá thì mắt thương ngân kiều tiêu tăng mà lại chu mà lại phải lại ngân này em đâu ơi
Có mỗi chiều con lại báo đó. Rất vâng cảm ơn những chàng pháo tay của tập thể của bác hành trình nhiều xuân nhiều hoa đã tuổi ra trên sân khấu là Trương Minh Trương hay các bạn trẻ bên riêng và chồng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng à, không thể thiếu được lời phát biểu và ý kiến của đại diện gia đình nhà gái, cũng có đôi lời để cảm ơn và lời phát biểu xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa các quý vị khách quý, thưa toàn thể bà con đại diện cho gia đình hai họ, hôm nay chúng tôi rất vinh dự đối với nhà gái được thưa lời mời của nhà trai đến dự lễ mừng cưới của tôi hai cháu. Trước hết, thay mặt gia đình nhà gái, tôi xin chúc các quý vị sức khỏe và cảm ơn các vị quý khách đã bất chấp thời gian tới dự lễ vui cho hai cháu. Và một lần nữa thì cô dâu thì cũng nói cho chúng ta là nước Nam chúng ta bây giờ là các dân tộc đoàn kết, bây giờ là dâu người Lào để người Thái đúng không ạ? Thì tôi kính mong gia đình nhà trai và hàng xóm chúng ta cố gắng dạy bảo cháu Thảo trở thành cô dâu tốt của bản làng bản Na Hai, xã Pông Lót, huyện Điện Biên chúng ta. Chúng tôi rất là cảm ơn, xin chúc sức khỏe. Dạ vâng, cảm ơn những lời phát biểu như hương như hoa của đại diện của gia đình nhà trai. Vâng, cảm ơn gia đình nhà trai đã mất chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình trở về đây và chung vui mừng hạnh phúc chúc tương lai cho hai con. Xin chân thành cảm ơn và xin được kính chúc toàn thể quý vị đoàn khách chúng ta có mặt đông đủ trong khán phòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho toàn thể quý ông bà các bác anh chị có một bầu trời sức thương và ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai con. Xin trân trọng kính mời chị rất là xinh đẹp ạ để dành tặng cho con dâu và con trai của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin trọng kính mời món quà thân thương rất là được thể của bà và các anh chị chúng ta hãy hướng lên sân khấu để chứng kiến giây phút và trọng đại nhất của cô dâu chúng trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn đêm hôm nay pháo nổ bao trời, mẹ chúc hai đứa một đời vàng son, dâu hiền dễ thảo nghe con. Mẹ chúc hai đứa sống hôn tuổi kề, một quả nhỏ nên tấm đồng son. Mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này, sớm sinh một gái một trai, cho tròn chữ hiếu chọn đời mẹ vui. Chúc cho hai con trăm năm tình niên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Hảo phan mặn giữa mẹ mới đi trường đành sành hùng, cả vùng sống khá hạ sát bó đồ tàu, đền nước để rào đền tàu để chi. Hỏi suốt đồ suốt tàu đi ta xả hình kích vùng để nơ. Em già nơ hảo phan nơ, chắc là khăn trăm nơ thần nơ ải em mà nói, tốn mũi chéo con tương mày báu nào. Dạ vâng, cảm ơn món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của gia đình. Và xin chào kính mời toàn thể quý ông bà, các bác anh chị chúng ta có món quà thân thương nhất để dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng di chuyển về phía sân khấu đi ạ. Vâng, xin chào kính mời món quà của gia đình bác Quyết ạ. Có món quà để dành tặng cho hai cháu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin chào kính mời món quà của bác Quyết ạ. Vâng, bác không quản ngại đường xá xa xôi, bác đến từ sân xa cũng có món quà thân thương và ý nghĩa nhất để dành tặng cho hai con hai cháu của mình nhà trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin trân trọng kính mời món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của bác trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn bác đã vất chút thời gian và ngọc quý báu của mình trở về và chung vui món quà và trở về sân khấu đi ạ. Trường đành sành hùng với cả bồng sống khá ở sát bon đô tàu đô làn. Chúc hàng yến phả chất đẹp trong cuộc chơi ngày hôm nay ạ. Xin vâng, xin kính mời món quà rất là ý nghĩa thân thương nhất của lại gia đình nhà trai cũng có món quà thật thương nhất để dành tặng cho hai con. Nước
biển mênh mông khơi dâng đầy tình mẹ, mây trời rộng rộng phục vụ cứu công cha, tâm đào sớm con mẹ nuôi con khôn lớn, mắc cả tấm thân gầy cha che chở đời con, vâng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, sinh con ra mong con được trưởng thành, có đúc hoạn nạn có đúc lặng cây, cha mẹ vẫn chăm lo cho con như hoa trên cành. Hôm nay nhìn thấy con hạnh phúc đồng quả nối ước mong, con bác cũng có món quà thân thương nhất để dành tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Con cảm ơn món quà của gia đình nhà trai. Nhà trai hăng hái, nhà gái không kém gì đâu, đúng không ạ? Các anh chị ơi, chúng ta hãy nở một tràng pháo tay nữa đi ạ. Nhà gái cũng có món quà để tặng cho hai con trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào khán mời ạ. Bố mẹ của cô dâu ạ, xin trân trọng kính mời một quà rất là ý nghĩa thân thương nhất để dành tặng cho hai con. Hạt đù đầu cò chim bị trường phanh, phanh đù đầu cò chim bị trường pha, pha trường mày giảm tò mắt đường, pha quan sường giảm tò mắt sầu. Mẹ là hạt đù đầu chiếc sỏ pha sỏi bẹp tùa mắt thẹn căm, nhàng nhiều thảo mẹ là xót mơ, nhàng sư thảo mẹ là xót thẹn, bất chừng mẹ là thải đù sang hãn thải quay, bất chừng mẹ là thả đù mẹ em phanh mơ nửa sang hải bà, hàn tiền mày hốt bắt xuống tiền chìa, hàn tiền mày hè xuống mi bằng, hàn tiền hốt nhanh xuống tiền bờ tề na, hàn tiền bờ na đục quồng vươn, hảo khăn mặn dưng để nơi em, ai bố em mẹ đã biết trường này sạch hùng, cả vùng sống khá là sắc có đồ, tàu đồ là đồ nhanh, các điện chú phú chú gia hảo khăn mặn dưng để nơi, cho bác kính thưa toàn thể các bác anh chị như vậy món quà của hai bên gia đình đã khép lại tại đây. Trị giá 10 tỷ đồng đến từ tràng pháo tay của tập thể các anh chị đó. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay cho đồng nghiệp đi ạ. Bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu mở một câu chuyện dài với rất nhiều biến biến lại cảm xúc của cô bạn màu sắc khác nhau. Sao vẫn có một điểm chung khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã cùng hòa hợp với đôi bên đường buồn sát cánh bên nhau. Hiện mãi mãi như chim điện cảnh, như cây điện cảnh và mãi không thể lìa xa. Chúc cho hai con trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phụ thê. Khi nào bạn đi nói đi tất kẻ mà cô giao nói nhé. Đấy, tình cảm sâu sắc. Ai à, bạn ơi, có muốn chờ con đấy này à nào? Chúng con chúng ta kính mời con đấy chai rượu rồi. Chú rể thôi ạ. Chú rể chúng ta hãy lát thật mạnh, lát cùng nhau đi ạ. Cô giao chú rể chúng ta hãy nắm chặt tay nhau và lát thật mạnh đi ạ. Cười thật tươi lên đi ạ. Rồi, chú rể chúng ta hãy mở chìa khóa tình yêu của mình đi ạ. Xin chào kính mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cười thật tươi và tay chung tay rót thăm buổi trưa ngày hôm nay. Mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ tỏ lòng và tình yêu sâu sắc trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào kính mời hai đôi bạn trẻ chúng ta hãy quây bàn vào nhau ạ. Sò mươi sò là nọ kính nà sẽ cả nọ. Hai đôi bạn trẻ đã tìm hiểu để rồi đến được với nhau. Và cô dâu và chú rể chúng ta đã hôn nhiều chưa ạ? Xin hỏi chú rể ạ. Nhiều rồi đúng không ạ? Không chung không chia không sẻ cho ai. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là vợ là chồng. Mời xin chào kính mời cô dâu, chúng ta hãy lặn tay lên và buông từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Chỗ nào nhịp cứng nhất của chú rể cho buổi trưa ngày hôm nay? Và chú rể của chúng ta hãy đồn từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên. Chỗ nào mềm nhất của cô dâu cho buổi trưa ngày hôm nay ạ? À? Xin hỏi cô dâu chỗ nào cứng nhất của chú rể đây ạ? À? Bờ vai đúng không ạ? Tưởng là khúc rồi. Xin chào kính mời chú rể chúng ta đặt tay lên chỗ nào mềm nhất của cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay ạ? À? Đó chính là vòng eo rất là quen thuộc với chú rể rồi đúng không ạ? Một tràng pháo tay nữa để hòa hợp với chị ơi. Vâng, cho bao kính thưa toàn thể quý vị đoàn khách, yêu nhau mới sông cũng đổi mới đèo cũng qua, yêu nhau trở ngại đường xa, đã bàn cũng quyết phong ba cũng điều, vâng yêu và được yêu và chứng minh tình yêu của hai đôi bạn trẻ sẽ được các bác anh chị chứng minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể hôn vào má phải của cô dâu sẽ sinh được hai trai và hai gái. Chú rể hôn vào má trái của cô dâu sẽ sinh được năm trai và năm gái. Chú rể hôn vào bờ môi của cô dâu sẽ sinh được một trai và một gái. Theo chú rể hôn vào đâu ạ? Môi ạ. Vâng, môi đúng không ạ? Quý vị ơi, chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu đi ạ.
là nụ cười thật tươi hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Vâng, theo MC Huân Núi Hồ. Vâng, hai con hãy để Huân Núi Hồ nha. Một, hai, đã sẵn sàng chưa chú rể ơi? Dạ. 2,5 3 kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817.